Mọi người thì ở đây không biết là có ai là fan của Liven không? Thì hôm nay Nghĩa mới nhận được một cái bóc đồ của Liven nè. Hình như trong đây rất là nhiều đồ nữa. Để bây giờ Nghĩa sẽ cho mọi người coi trong đây có cái gì nha. Trời ơi, thì tất cả những cái món này đều là đồ mới của Liven luôn. Cho nên là bây giờ tôi sẽ thử cho mọi người coi. Nếu như mọi người thích thì có thể tham khảo thử nha. Đầu tiên sẽ là một cái áo thun nha mọi người. Và cái con này có một điểm rất là đặc biệt, đó chính là cái con này giống như là vơ 2 của cái con mà Popularity rất là nổi tiếng á mọi người. Thì cái dòng chữ mới sẽ được in nổi và in đè lên cái dòng chữ cũ rất là hay luôn á. Tiếp theo sẽ là một con bolo của Liven. Cho nói thiệt cho mọi người là Nghĩa like Liven rất là nhiều và Nghĩa cực kỳ thích cái form bolo của Liven luôn á. Đây thì đây là cái form khi mà mặc lên người nha mọi người. Thì đa số áo thun và áo bolo bên Liven sẽ mặc size 2. Thì cái con này á, logo của nó sẽ được in nổi lên và cái phần tay mình vẫn có cái logo theo luôn nha. Mà mọi người ơi, cái màu gray này nó rất là đẹp và rất là lạ nha. Thôi cho nên nếu mọi người chưa biết cái màu này mình có thể thử nha. Tiếp theo sẽ là một con áo thun mà form boxy mọi người. Thì cái con này Nghĩa vẫn mặc size 2 luôn, nhưng mà cái form nó sẽ ngắn lên một chút xíu. Thì cái con này sẽ giúp cho cái tỷ lệ cơ thể mọi người nó sẽ cân đối hơn, và đặc biệt đối với mấy bạn lưng dài á. Thì cuối cùng sẽ là chùm cuối, cái con này Nghĩa thích nhất là mọi người. Thì mọi người nhìn lúc đầu mọi người nhìn sẽ không thấy cái logo của Liven đúng không, nhưng mà thật ra cái logo nó sẽ được in trùng màu với lại cái màu áo, mọi người nhìn trông rất là low key. Cái con hoodie này không có làm bằng nỉ bông, cũng không có làm bằng nỉ chân cua mọi người, mà cái con này được làm bằng cotton. Và mọi người sờ vô cảm giác nó rất là dày dặn và rất là xịn luôn. Đây cho vừa coi thử cái form nè, cho vừa cái form con này rất là đẹp. Và đặc biệt cái form boxy này sẽ cực kỳ hách dáng cho bạn nào mà lưng hơi dài chút xíu á. À ngoài ra thì cái con này còn có thêm một cái phần tag kim loại ngay ở cái phần túi đó mọi người có thấy không? Nếu như bạn nào chưa biết thì Nghĩa tư vấn size Liven hơi bị chuẩn, cho nên nếu như bạn nào mà chưa biết mình mặc size gì thì có thể comment xuống để tôi tư vấn cho nha. Ok, cảm ơn mọi người.